Chào toàn thể các anh em làm thợ đánh cò vạc di cư bằng keo nhé. Ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho anh em mới chơi là cách sử dụng keo đánh cò vạc đơn giản nhất này. Thời điểm này ngoài miền Bắc thì con vạc cũng như là con cò bọ bắt đầu di cư về khá là mạnh rồi. Thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về cái loại keo A1 này thì có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video. Còn keo này thì như nhiều video em đã chia sẻ cho các bác rồi. Đây các bác mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Đấy thì keo đóng được ở trong cái hũ như thế này. Đối với keo này thì nó có hũ lẻ là nửa cân nhé và 1 kg. Đối với dòng keo này thì đây là keo A1 này. Thời tiết ở ngoài miền Bắc thì đang rất là nắng thì các bác nên sử dụng cái dòng keo này. Độ bám dính này khá là ok anh em. Đối với dòng keo này thì cách thức sử dụng của nó thì đơn giản thôi anh em. Đấy thì keo thì đã pha chế hết rồi thì các bác trực tiếp là các bác sử dụng luôn nhé. Thì quay và chia sẻ cho anh em nhé. Đấy các bác nếu mà làm ở nhà ấy thì ví dụ có nước thì các bác dùng tay vào nước thì keo đỡ dính vào tay. Đấy các bác dính chập trực tiếp này. Các bác cuốn này. Đó. Các bác làm tầm khoảng 15 phân thôi nhé. Que ví dụ như 60 thì các bác làm 15 phân. Đấy, 50 thì các bác có thể là làm ngắn hơn. Đó. Đó, như thế này là béo lắm này. Cuốn nốt cho em. Đấy, keo này thì là keo vào trực tiếp luôn. Đấy, bởi vì nó đã có pha chế rồi anh em. Đó, các bác vào cuốn đều, đảo đều tay này. Đó, độ bám dính của nó thì trên cái mẫu que tre thì khỏi phải nghĩ rồi các bạn. Đây này. Đấy, còn đối với một cái loại keo tốt ý, thì các bác thấy thực tế là khi chúng ta vào que xong, chúng ta kéo ra này. Đấy, độ tơ mành này. Đó. Nó không bị đứt đoạn các bạn. Thì keo rất là dẻo. Đối với dòng keo này thì phù hợp cho anh em làm thợ đánh cò, anh em làm thợ đánh vạc đấy, sử dụng. Đó. Các bác đảo đều đây. Đó. Keo này thì nhiệt độ thích hợp để anh em sử dụng ấy. Thì là từ 15 độ C đến trên cái dòng keo A1 này, từ 15 độ C cho tới là 40 độ C. Với thời tiết ở ngoài miền Bắc như thế này đánh thì là keo nó không bị chảy nha anh em nhé. Đấy, anh em đảo đều. Đảo đều lên. Đấy, tơi tay ra thì là ok. Còn chia sẻ luôn là khi anh em đảo đều được rồi như thế này rồi này, khi anh em rút ra đánh nhé. Thì các bác ví dụ các bác rút ra này, các bác rút ra như thế này. Đó. Đây. Ví dụ rút ra như này thì các bác có thể là xoáy theo chiều kim đồng hồ một vòng. Đấy, để cho keo nó bám béo hơn một chút thì khi đánh con cò con vạc thì là sẽ ok này. Còn keo này thì ngoài đánh trời nắng ra thì anh em đánh cả trời mưa nhé. Thời tiết nào anh em cũng đánh được, đêm đánh được, ngày cũng đánh được. Đấy, còn phơi ra ngoài tự nhiên này thì một cái que ví dụ anh em cắm ở bãi vàng hoặc cắm ở mô. Đấy, cắm như thế này phơi nắng phơi mưa thì tầm 15 ngày là bắt đầu keo nó bị nhả, là không còn độ dính nữa. Thì sau 15 ngày thì anh em phải thay một lần. Còn ví dụ anh em đánh mô muốn chắc chắn thì cứ 4-5 hôm đấy các bác thay một lần, bởi vì nó còn con côn trùng, con ruồi, con muỗi đậu vào ấy, thì nhiều khi là độ bám dính của nó bớt đi. Nhưng để mà keo trần xì như thế này thì các bác sử dụng đánh là 15 hôm nhé. Đấy, đây keo này độ bám dính, độ tơ rất là gây anh em. Đó. Còn đối với keo này thì khi cắt ở hũ ra thì nó sẽ có màu trắng trong kiểu như thế này. Một vài hôm nữa thì nó tiếp xúc với ánh nắng cũng như là cộng với không khí thì nó sẽ chuyển sang màu ngà vàng. Còn anh em làm keo xong thì anh em đút vào trong hộp này. Đấy, đút vào trong hộp như thế này. Thì ví dụ anh em cứ đánh xong mà rút về anh em đánh cò ấy, thì thường thường là sẽ là để được trong vòng tầm khoảng 2 năm nhé. Đấy, còn thời điểm này mùa cò vạc di cư bắt đầu rồi thì bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về keo đấy, cũng như que lan thẻ thì có thể là tham khảo vào số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Bây giờ chào các bác nhé.